When you see people walking with difficulty, having problem with their legs, that's when it's not a good sign. Thường thường khi mà quý vị thấy người bắt đầu cái chân bắt đầu nó yếu là bắt đầu thấy nguy hiểm. The health is worsening. Chân nó yếu, thành ra cái sức khỏe nó yếu. Because the legs are usually the first ones to go when your energy is on the wane. Tại vì cái chân là cái mà nó đầu tiên nó sẽ yếu nhất khi mà sức quý vị nó sa sút. Okay. So lady there, if she keeps on working with meditation, her legs will improve. Thành ra bà cụ mà muốn cái chân nó khỏe hơn á, ngồi thiền từ từ nó sẽ khỏe thêm. Thầy nhắc cho cụ rồi, muốn and I taught her already, but she didn't understand. Thầy dạy bà cụ rồi, bà cụ không để ý. Thầy nhắc lại cho bà cụ biết. So I'm reminding her for her sake and for your sake again. How is she going to improve her leg strength? Làm sao cái chân nó mạnh ra bây giờ? Does anyone know? My students. How do you strengthen your legs? Làm sao cái chân mình nó mạnh ra? Yes. Peter. Increase the chi flow. This is very smart man right here. Cái khí nó phải thúc cái chân nó càng mạnh chừng nào thì chân nó càng mạnh chừng đấy. It's a matter of chi flows. Your legs are weaker because your chi is not flowing strong enough to the extremities of your legs. Cái lý do mà chân quý vị nó yếu là tại vì cái khí nó chạy, nó đẩy tới cái chân, nó đẩy không đủ nữa. Tại vì cái chân là cái chỗ, cái đầu chân, cái đầu ngón chân là cái chỗ xa nhất của cái tim của quý vị. Because it turns out that the tip of your toes are the furthest away from your heart. And therefore blood has a hard time being pumped so far away from the heart. Tại cái tim nó yếu, thành ra cái máu nó không đủ sức để mà đẩy cái máu tới cái đầu ngón chân. Okay? So that's why the blood doesn't get there because the chi doesn't flow strongly enough towards the toes. Và cái huyết nó không tới được là tại vì cái khí nó đẩy không tới được. Okay? Khí nó không khí mạch nó không chạy tới đó mạnh được, thành ra huyết nó không tới được. Okay? And if you don't do anything about it, mà cái vì không làm càng ngày cái tim nó càng yếu, your heart becomes weaker and weaker and weaker, and therefore you will have a much harder time walking, and thành nó càng ngày đi đứng nó càng khó khăn. So how do you improve your heart and your chi flow, làm sao mà tim nó đập mạnh hơn, làm sao mà khí nó thông hơn bây giờ? How? Làm sao đây? Most obvious one is exercise. Cái mà dễ hiểu nhất là thể thao, thể dục. You need to exercise your legs. Mình phải thể dục thể thao với chân mình. Okay? Especially when you're older, you need to walk. Khi bị lớn tuổi là phải đi bộ, phải đi nhiều. Walk until you tired. Đi bộ cho tới khi chân nó mỏi. Okay? You need to exercise your muscles. Phải đi tập thể thao một tí, thể dục một tí cho cái bắp thịt nó hoạt động, cơ thể nó hoạt động một tí, nó tốt. Okay? Don't overdo it. Đừng có làm quá lố. Okay? It's important.
Our work is so cerebral. Công việc chúng ta làm thường phải dùng sức, dùng ý nhiều hơn, dùng cái đầu nhiều hơn, dùng cái óc nhiều hơn. And it's important to walk a little bit every day. And thầy khuyên quý vị nên đi bộ một tí mỗi ngày. Especially the people who use the brains a lot at work. Những cái người mà làm việc cái trí óc nhiều đó phải cần đi bộ một tí. And when you're walking, do not think. Đang đi bộ như vậy thì đừng có suy nghĩ gì hết á. Bớt suy nghĩ đi. Alright. And what's another way to increase the chi flow? Cái cách thứ nhì để mà khí nó thốc nhiều hơn tới chân là cách gì? Stop thinking. Bớt suy nghĩ đi. Okay? Because every time you think, you take energy away from what it's supposed to be doing. Tại mỗi khi quý vị suy nghĩ là quý vị đang rút cái khí ra, đang cản trở cái sự lưu thông của cái khí của mình. Every time you think, you are disrupting the natural chi flow in your body. Believe it or not. Nó giản dị như vậy đó. Quý vị mà suy nghĩ đó thì khí mình nó chạy yếu hơn, tại mình đang làm nó tản mát. So I told her, so thầy nói với bà cụ Tùng vừa rồi, this week I told her after being here for a week now, I said since she's improving, thấy bà cụ tiến bộ, thầy khuyên bà một câu, thầy, can you stop worrying? Chở bài tới tại đài TV, thầy khuyên bà một câu, nói là bớt lo cho bớt suy nghĩ đi. Okay. And what you know what she said? Biết bà cụ trả lời ngay lập tức sao? You know what she said? Yes. No, I can't do that. Bà trả lời ngay lập tức, bà nói con làm không được. Biết ngay lập tức là làm không được. She knew she couldn't do it right away. What's her reason? Tại sao vậy? Family. Gia đình. Lo gia đình. She says, I still have two people I need to take care of. I have two people I need to teach. Tôi phải có hai đứa mà tôi phải lo cho nó xong. Tám chục tuổi rồi, sắp chết tới nơi rồi mà còn lo hai đứa làm cái gì? This is gonna make you wonder. You live to be 80 years old. You worry about all the other people. Now there's still two more you need to worry about. When are you gonna stop? Chừng nào mình mới ngừng bây giờ? Cả đời mình lo cho tất cả mọi đứa, hết mọi đứa rồi, bây giờ còn có hai đứa nữa. Makes you wonder. Mình suy nghĩ. Cả đời phải lo. You worry your entire life. What for? Để làm cái gì? It's good. I mean, you can tell that she's teaching her children very well. Thầy thấy là phục bà cụ, tại bà cụ dạy con cái rất là kỹ càng. She may not teach them about knowledge. Bà không dạy con cái về cái tri thức. But she teaches them about right and wrong. Dạy về cái đúng và cái sai. That's wonderful. That's what parents are supposed to be doing. Cha mẹ phải làm như vậy đó. Phải dạy con cái đúng với cái sai. Cái tri kiến là thầy giáo dạy được. Còn cái đúng với cái giáo, cái đạo đức đó, mình mới dạy được. The knowledge and the skills can be taught by others, by the professors, by the instructors. But virtue is something you need to teach your children. Con cái phải dạy nó cái đạo đức. How? Làm sao? By being virtuous yourself. Bằng cách mình sống trong cái đạo đức. Thì con cái, mình dạy con cái bằng cách đó.
You teach them about virtue by being a virtuous person. By doing it, by living it, sống như vậy đó. Anh tự động với đứa con nít đó, nó bắt chước và ngay lập tức. When you like that, the children will imitate you out of love for you. Thì tự động con cái mà nó sẽ như mình, nó tại sao mày nó bước trước mình, tại vì nó thương, nó yêu mình, nó mến mình. You don't need to tell them, không cần phải nói gì hết đó. Tại mình có đạo đức, mình người tốt, thì con cái mà nó mến, nó phục mình. Because you're a virtuous person, then your children and the people around you naturally respect and like you. And when they respect and like you, they imitate you. Khi người ta kính phục mình, người ta thương mến mình, ta bước trước mình ngay. Mình là simple. See, most people teach by telling others what to do. Đại đa số những người muốn dạy người ta là bằng cách là nói người ta phải nên làm cái gì. Do this, do that. Nói là nên làm cái này, nên làm cái nọ. Okay. But action speaks a lot louder than words. Để sự thật, cái hành động mình đó là cái người thầy tốt nhất. Không phải lời nói, mà cái hành động của mình. Okay, and that's all I have for you today. Ngày hôm nay chỉ có biết chừng đó thôi, thầy nói được chừng đó thôi. Does anyone have any questions? Có ai có thắc mắc gì không? Yes. Somebody is honest. Có người hỏi thầy nói là cũng bớt suy nghĩ, nhưng đều đầu óc còn đâu có ngừng suy nghĩ được đâu. Làm sao bây giờ? What to do? Muốn ngừng suy nghĩ đâu phải là làm được đâu. Just because you're thinking doesn't mean you want to stop thinking doesn't mean you can. Mình muốn chưa chắc mình làm được. So how do you stop thinking? Làm sao bớt suy nghĩ bây giờ? Yes? Anyone? Niệm Phật, recite the Buddha's name. Okay. What are you thinking about? Quý vị đang nghĩ về cái gì đây? I ask you personally, what do you think about when you meditate? Quý vị ngồi thiền đó, quý vị đang nghĩ về cái gì? Would you care to tell us? Chia sẻ với mọi người được không? Cô ngồi đó, cô thiền đó, cô đang suy nghĩ về cái gì? When you are meditating, what do you think about? Ngồi thanh tịnh. She stops thinking about her worries about life. And she says, instead of thinking, I think about the Buddha's name. Thay vì suy nghĩ, thì nghĩ về cái hồng danh của Phật. Okay? How about you, ma'am? What do you do? What do you think about? Serious. What do you think about? Would you care to tell us? Nói được không? What she's saying is you keep on reciting Buddha's name and ignore the other thoughts. Ignore everything else. You drop everything else. So the process of meditation is a process of producing your thoughts. Nói cách khác, bà cụ đang mô tả một cái cách mà khi quý vị ngồi thiền mà niệm Phật như vậy á, là quý vị qua một cái quá trình là phải những cái tư tưởng khác nó khởi lên thì mình bỏ nó xuống, mình chỉ làm lơ, mình chỉ chú tâm tới cái hồng danh của Phật thôi. Cái đó gọi là thiền. That is called meditation right there. So it is a process of
putting down the thoughts that are not necessary during meditation. Nói cách khác, quý vị ngồi thiền là quý vị đang ngồi đó và tập, đang làm việc. You're working. You're not supposed to relax. I know the other meditation teachers teach you to relax. We don't teach. We tell you not to relax. Thầy biết những cái người thầy dạy thiền, khác dạy thiền, nói quý vị là ngồi thư thả. Thầy nói không có, ngồi thiền là phải lo đừng làm việc. You have to pay attention. Sorry, I didn't get that. Yeah. Okay. Yes. I thought when doing meditation, we concentrate on the breath and in and out before we do calmness. You can. Nói là hỏi là mình thiền là mình có thể ngồi chú ý tới hơi thở. That's one way to meditate. Một cách mà thở thiền thì mọi cách là bằng cách sổ túc, bằng cách chú ý tới hơi thở. That's a very good way to meditate, is to pay attention to your breathing. All right. But what does it mean when you pay attention to breathing? Khi quý vị ngồi mà chú ý tới hơi thở đó, the same thing happens. Even when you're focusing your breathing, ngay quý vị đang ngồi chú ý hơi thở đó. Okay? This is what most meditation students are taught. Đại đa số những người mà học thiền đều được dạy cái phương pháp chú ý hơi thở. Why is that? Because it's the most natural thing. It's a thing that's occurring to you right now internally. Khi mình ngồi thiền là đương nhiên cái phải thân thở thì mình chú ý theo hơi thở. Okay, so it returns your attention to inside yourself. Quay đem cái chú ý mình vào cái cơ thể của mình, vào trong. Okay, it's a very effective way of practice. Cái phương pháp nó rất là hữu hiệu. Okay, but is it beyond when you focusing your breathing? Thì khi quý vị đang chú ý hơi thở đó, do you stop thinking or not? Quý vị có suy nghĩ là không suy nghĩ? You still think like crazy, right? Vẫn suy nghĩ như điên, right? So what do you do? Làm cái gì? Hả? Huh? I think about what do I need to do to regulate my breathing. I'm still seeking liberation. She needs to guide my breathing. It says when I sit and I hurt, I said, you know, don't have any pain. Yeah, and I need to work at it. Nhưng mà này mà tu khó quá. I mean, this is too difficult. I can't even do that. Mà cụ mà ngồi thiền công phu này quá tiến bộ thì thầy làm không nổi luôn nè. Now she's used to it. Okay. Should you be guiding your breathing? Có nên điều hòa cái hơi thở mình không? Yes or no? Most people, most students who are taught to regulate, to follow the breathing, đại đa số những cái người học trò mà được dạy về sổ túc, dạy về chú ý hơi thở, you know what happens? Chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Anyone honest enough to tell me? Có ai mà thành thực mà nói thầy được không? What happens when you follow your breathing? Khi quý vị theo hơi thở, chuyện gì xảy ra? Sleepy? My brave student says, I feel like sleeping. Ông học trò thầy, ông xuất gia, mới xuất gia này 6-7 tháng, nói theo hơi thở cũng buồn ngủ. Anyone else? Yes. I feel tired. You feel tired? I'm feeling mệt. You breathing? Yeah. If I follow too much, if I concentrate too much on the view. Mm-hmm.
Ok, very good. Excellent. Cô này cô nói lúc đầu á, mà chú ý như hơi thở như vậy đó, mệt lắm. Rồi ngồi mà chú ý hơi thở một thời gian, bỗng nhiên thấy người nó thư thả lại. What does it mean? Nghĩa là sao? Huh? What does anyone know? I know you don't know what she's describing. Quý vị, cô này đang mô tả một cái quý vị hiểu không nổi đâu. Yes, excellent. In jhana, yes, dhyana. In Sanskrit, it's dhyana. Pali is jhana. The Hinayana call it jhana, but the Sanskrit people call it dhyana. And we follow the Mahayana approach, that's what we call the dhyana, okay? Not jhana. Jhana is Hinayana. Not very advanced. You can tell from the language people use which methodology they are practicing. Nghe cái chữ mà quý vị dùng đó, quý vị biết thầy sẽ biết quý vị là đang cái gốc của cái phương pháp quý vị là gốc nào. Thầy cho quê cô này thì gốc cô nói là gốc cái dùng cái chữ Pali, thành ra cái đó là cái gốc này gốc tiểu thừa. Tiểu thừa thì cái phương pháp nó chưa tới nơi tới chỗ. There's a big difference between there's a big difference between Hinayana meditation methods and Mahayana meditation methods. Humongous difference. Cái khác biệt giữa nguyên thủy, phương pháp thiền nguyên thủy, cái phương pháp thiền đại thừa nó khác biệt nhau rất là lớn, cái vị không thể tưởng tượng được. Okay? So what she's describing, you are correct. What Nancy just described is that it's work. Because when you concentrate in your breathing, okay, thì cô Nancy mới mô tả đó, khi bắt đầu mình chú ý hơi thở mình đó, là nó rất là mệt mỏi, tại cái tâm mình nó phải theo chú ý nó, mình phải làm việc, mình theo dõi nó. And you follow, so it's mentally, you have to pay attention to it, so it's mental work. Mình chú ý tới hơi thở như vậy là mình đang dùng cái nóc của mình để mà theo nó, okay? That's what you do. And eventually, when you have very high level, you can concentrate on your breathing so well, you enter dhyana. Thì khi quý vị, cái cô này, khi mà cô mà chú ý thở đó đủ lâu rồi, thì bỗng nhiên cô nhập cái định. Thành ra cô được, cô nhập cái định thành cô quên hết tất cả. Thì lúc đó bỗng nhiên người thư thả lại. So when she was able to enter dhyana, she was able to forget everything, and therefore she became relaxed. That's excellent. Cái đó giỏi lắm. It's very good. Okay? All right? So that's what happens. You keep your mind busy on the meditation topic, whether it's breathing. Thành ra quý vị thiền là ngồi đó mà bỏ cái tâm, chú tâm vào cái đề mục của cái thiền. Có thể là hơi thở, có thể là hồng danh của Phật. So this meditation topic, okay, could be your breathing, or the Buddha's name, or a tantra, hoặc là một cái thần chú. Doesn't matter. You choose one thing to do. Quý vị chọn làm một cái việc. Okay? Chọn một cái đề mục. And then you pay attention to it. And quý vị chú ý tới nó. To the exclusion of everything else. Chú ý tới nó mà xả bỏ tất cả những cái tư tưởng khác. You concentrate on the meditation topic and drop all other thoughts. Mình chú tâm tới cái đề mục đó và mình bỏ, xả bỏ những cái tư tưởng khác. That's what meditation is about. Thiền là như vậy đó. It's that simple. Nó giản dị như vậy đó. Is it clear? Rõ ràng không? Including thoughts of pain. Những cái tư tưởng, loại tư tưởng là gì? Tư tưởng chân nó đang đào. Phải bên trái. Look at her now. She's in full lotus. Ngồi đẹp thế sợ không?
Nhưng mà ngồi chưa thẳng thì nó phải phải chống chân, chống cho nó đỡ đau một tí. I used to do this to myself. Ngồi nó ngồi kiết già được rồi, nhưng để cái lưng nó còn cong, thằng chống cái nhưng mà chân cho nó thẳng. Okay, nó đỡ đau một tí. So including, so when you meditating, thoughts of pain or discomfort will arise. Thành chẳng hạn cái vị ngồi mà cái người nó khó chịu, người nó mỏi hoặc là nó bị đau, thì cái đó loại là một cái vọng tưởng. If the thought of pain or discomfort arises, that is called a false thought. You're supposed to ignore it, like that lady in the back says. Thành quý vị hiểu thiền, phương pháp thiền là tự động như bà cụ mới nói hồi nãy đó. Mình những tư tư nó khởi lên như vậy, mình làm lơ. Đừng chú ý tới nó. Do not pay attention to the pain, to the discomfort. Don't stretch. Đừng có vẹo cái lưng như vậy. Okay. Don't go like this. Okay. She's supposed not to move. Cái vị tập ngồi yên, đừng có nhúc nhích. For an hour. Ngồi yên, đừng nhúc nhích. Don't smile. Đừng có cười, đừng có mỉm cười. Please don't smile in particular. I know some of the teachers, some of you learn to meditate and smile, okay? Thầy biết có nhiều người học thiền bằng cách là ngồi đó, xong ngồi thiền xong rồi mỉm cười. Please don't even smile like that, because smiling is a false thought. Cái mỉm cười đó là một cái vọng tưởng. You understand? Is it clear? Nó đi ngược lại cái tông chỉ của cái thiền. Mình ngồi mình thiền mà tại sao mình mỉm cười làm cái gì? You meditating, what are you doing smiling? You should be grimacing. Đáng lý cái việc đưa thiền mà đúng là phải nhăn mặt. Tại sao? Chân nó phải đau. You do it right, you're supposed to hurt. Okay? Not smiling. Làm đúng là người nó phải đau, nó phải khó chịu. Chứ không thể nào mà mỉm cười được hết. It's impossible to smile. Yes. Yes. Sometimes the pain is so strong. Yes. We have to. You have no choice. Yeah. We go a little. So huh? Is it okay to do that? Is it okay? Well, let me tell you. Có hỏi. Thì đúng là tôi biết là tôi ngồi là tôi không có nhúc nhích. Okay. Nhiều khi mình ngồi mình dựa lưng tí cho nó you can lean back, okay, so that you don't move. Mình ngồi mình dựa cho nó khỏi nhúc nhích, okay. Nhưng điều nhiều khi nó đau quá mình nhúc nhích một tí được không? Okay. If you see our meditation technique comes from mainland China. Cái phương pháp thiền chúng ta là gốc từ thiền tông người Hoa. You need to know where it comes from. Cái gì phải biết rõ ràng. Cái gốc nó là gốc tàu. Okay. Mainland China, the ways in practice in mainland China for since the 7th century. Cái cách phương pháp thiền tông này đã được truyền lại từ thế kỷ thứ 7 cho tới bây giờ. Okay. This is as far as I know. The Chinese system is as far as I know. The Chan meditation that I learned originated, was been practiced, been taught like this for since the 7th century, 6th, 7th century. Từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 được dạy như vậy. And you know what happens in China since the 6th and 7th century? Quý vị biết bên thiền tông, những người tu thiền từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 bên người Trung Hoa sao không? It's not the case nowadays anymore. Bây giờ nó mất rồi, không còn nữa. It's not done in China like this anymore. Okay? Back then you go to a meditation hall. Hồi trước quý vị tới cái ngồi thiền đường á, ngồi xuống á, okay? That's all you do. You sit down and you don't move. Quý vị không nhúc nhích gì hết. If anyone moves, there's a proctor who walks around and beat you up. Ôi, hồi xưa cái vị mà ngồi trong thiền đường mà nhúc nhích, let's say a boy
walks in the meditation hall, sits down and meditates. Đứa con nít này dám vào thiền đường ngồi thiền á, bắt đầu nhúc nhích gì, okay? And they move. The proctor come around, take a wooden stick and beat him. Đánh. Very violent, very strongly. It's not like, you know, no, don't move, boy. Don't move, boy. No. Nothing is ever exchanged. Hồi xưa, nè, không phải đừng tưởng họ tới là gõ nhẹ nhẹ nó vai, không có đâu hồi xưa đó. Không nói một tiếng nữa. Tới đó, they come around. Imagine this is a wooden stick, this big stick like this, as long as a samurai's sword. Hồi xưa nó dài như là kiếm, cái kiếm của người sát hiệp sĩ bên Nhật vậy. Okay. You go, and you see, you move, you see, you twitch, you just like this, right? Okay. Then you tap you in the shoulder. Okay. And then you know what the other guy does, and then the boy's supposed to do? He leans forward. Cái cầu này là phải cúi ngồi tới như vậy này. Okay. And then the proctor would kneel down on one knee, người đi giám thị đó. Mới quỳ một cái chân xuống dưới. Okay. One knee. Chỉ quỳ một chân trên chân trái rồi trước thôi. Okay. And go like this and thằng đánh một cái hết sức cậu luôn. Bam. Okay. And if you unlucky, mà người nào mà xui xẻo đó. If the proctor happens to be old like the man who sits back there. Dạ, như người ông giám thị mà già như ông thầy sao ngồi sau kia rồi. And he forgets to wear his glass, mà ngày đó quên mang kính đi. Tại nhìn không rõ, so he can see blurry, his vision is blurry. Okay? This is supposed to hit on the entire back. Người ta cố xuống như vậy á, để khi mà đánh là đánh luôn cả cái lưng mình luôn, đánh trúng cái lưng mình luôn. But since he's old, his vision is not good anymore. Mà ông thầy mà già rồi mà tóc mắt nó mờ rồi đó, thấy không rõ nữa. Đánh gì cứ đánh trật. Okay? Maybe they hit your head. Nhưng họ cái khóc cái đầu. Sometimes it happens. Có cái khóc. So now you have a big bump on the back of your head. Có cái khóc một cái là cái đó, nó sưng một cục như vậy luôn. Hả? Ráng mà chịu. Okay. And so they hit all full strength. Bam. And if the boys, you know what boys would do, đâu có biết làm gì. Okay. And then what do? Hit again. Đánh tiếp. Until he stops crying. Thế ông kia sợ ông chạy. See now, one man deserted me. Thấy sợ chứ. See. So either you sit there, you don't make a sound. If you can't take it, run away. Okay, khi mình sợ bỏ chạy. Còn cái người mà ngồi thiền, thiền sinh đàng hoàng ngồi đó, chịu đựng, đứng chịu đựng. Okay. You get my answer? You understand my answer? Hiểu, see? So the methodology, cách phương pháp dạy là sao? You just bear it. Cái bài học là gì? Mình nhận nó, mình chịu nó. Mình được những tại sao mình nhúc nhích đánh còn đau hơn là cái nhúc nhích cái chân nó đau. So the lesson is that if you dare move, okay, then it hurts a lot more than the leg pains. Thành vì mình sợ là bị đánh nó còn đau hơn là cái chân nó đau nữa. Thành ngồi im, không nhúc nhích. That's why you don't move. Để xưa như vậy đó. Okay? That's how people meditated back then. This is our tradition. Okay? Now, in the US, we have been to Mỹ này, with the advent of lawyers. Bên này như có cái hiện tượng là có luật sư, and we don't do that anymore. Okay, no more physical torture. Không còn hành hạ cái vị nữa. Okay,
But the real meditation people, the one who don't move, thành cái người mà tu bây giờ là đừng có nhúc nhích. Okay? Why is that? Tại sao không nên nhúc nhích? Because any movement is a false thought. Tại bất cứ quý vị nhúc hay là nhích đó, là một cái tư tưởng, một cái vọng tưởng. Rõ ràng không? So what you do there, the meditation methodology, you sit there and you resist following these false thoughts. Nói cách khác, cái vị ngồi thiền á, là mình ngồi đó mà mình nhận những cái vọng tưởng mình nó khởi lên, mình không có chạy theo nó. You don't do anything about these thoughts that arise in your mind. Nói cách khác, cái vị ngồi thiền, phương pháp ngồi thiền là không ngồi, cái vị ngồi đó mà thấy những cái tư tưởng nó khởi lên mà không làm gì hết. Is it clear? When these thoughts arise, you know they arise and you don't do anything. Không làm cái gì hết đó. Absolutely nothing. Tuyệt đối không làm cái gì hết. That is called meditation. Cái đó gọi là thiền. It's not smiling. It's not grimacing. Không phải là cười, cũng không phải là nhăn mặt nữa. Okay? Neither is any good. Cười cũng không tốt, mà nhăn mặt cũng không có tốt nữa. Okay? Yeah. That is not good. Okay? Nhăn mặt là không tốt. Okay? So is it clear? You know how long it took me to understand that? Quý vị hiểu cái thầy mới giảng cái vị cái phương pháp thiền, quý vị biết là thầy tốn bao nhiêu mới hiểu được không? I read all kinds of books, sẽ đọc biết bao nhiêu sách về thiền. Took me about 15 years to understand that. Thầy ngồi thiền 15 năm mới hiểu được cái đó. Why is that? Tại sao như vậy? Each level, mỗi cái trình độ đó của cái vị á, cái định lực của cái vị đó, là có một cái loại tư tưởng nó khởi lên khác nhau. A different kinds of false thought arises at each level. Okay? For example, for baby here, đằng em bé này á, okay, what kind of false thought does she have? Nó có gì? Huh? Food, đồ ăn. Huh? Play, đi chơi, vui chơi. Right? Clothing, look at my clothes. How nice my clothes are. Huh? Áo quần đẹp. Huh? Có những cái loài tư tưởng đó, mình có loài tư tưởng khác nhau. So what happens is that meditation, you sit there and you resist all these types of thoughts that naturally arise inside of your little brains. Thành thiền là cái vị ngồi đó mà nhìn thấy những cái tư tưởng này, vọng tưởng nó khởi lên trong đầu mình đó. That's natural. It's all natural. Do not say stop thinking about, stop arising. Mình muốn nó không khởi lên, nó cũng không được nữa. Right? Am I correct? You are unable to stop those thoughts from arising. Correct? No matter who you are, bất cứ thầy cũng cần biết cái vị là ai, tự động nó khởi lên này. It's nothing you can do about it. Okay? So it doesn't help to say stop thinking, to wish it for not to arise. Anh đừng có ngồi đó mà nói phải chi tư tưởng tôi đừng có khởi nữa. That is what? That is also another false thought. Quý vị muốn nó không ngừng nữa là cái đó cũng là một cái vọng tưởng nữa. Okay? So all you do is, all you have to do when your head is full of thoughts, and quý vị ngồi thiền mà cái đầu mình nó đầy cái tư tưởng ấy đó. What do? Nothing. Không làm gì hết. That is meditation. Đó gọi là thiền. Quý vị ngồi thiền mà những tư tưởng nó khởi lên như vậy, when you meditate and all these thoughts arise, and you train yourself to do nothing. Nó khởi lên như vậy mà quý vị tập cái thói là đừng có làm gì hết. Đừng có chạy theo nó. Don't follow them.
okay, then these thoughts will die. Thành tự động những tư tưởng nó sẽ chết. That's all it takes. Chỉ cần làm như vậy thôi. If you don't think about them, you don't do anything about these false thoughts, they will go away by themselves. Tự động nó sẽ bỏ nó đi. Nó không tới nó làm phiền mình nữa. Chứ ngồi nhận nó, ngồi nhận nó. So including leg pain, sáng như hoặc là the discomfort. Hoặc là mình ngồi mình khó chịu, cái lưng nó khó chịu, cái chân nó khó chịu. Okay? You say, oh my God, it hurts. Oh, it hurts more now. Tự động nó nói, trời ơi, sao nó khó chịu quá. Càng ngày nó càng đau thêm. Ôi, đau quá. Đau quá. Đau quá. Okay, that's what you do, right? Does it sound familiar? It hurts. Oh, it hurts more now. Oh. Oh. Right? Inside of you. Óc mình nó than. Happens? Yes, it happens to me a lot too. Yes. Yeah? So what do? Nothing. Cứ ngồi đó thôi, không làm gì hết. Don't sit there and say, like she says, I need to work harder. Đừng làm như bà cụ nó, tôi phải nhẫn nó, I need to endure this. Cái đó là vọng tưởng luôn nữa. Không làm cái gì hết đó. Mình chỉ cần biết mình đang than phiền thôi là đủ rồi. Mình không cần làm gì nữa. Càng ngày nó càng than phiền thêm. You complain more and more and more. It gets louder and louder and louder as the pain increases. Nó càng đau chừng nào cái óc mình nó càng la bãi bãi chừng đấy. That's all you do. You're aware that your mind, you're complaining. That's all you do. Chỉ làm như vậy thôi. Không làm gì hết. Hoặc hoàn toàn không làm gì hết. Don't fidget. Okay. Đừng có nhúc nhích. Don't grimace. Okay. You don't need to do anything. Why? Because naturally, you form a grimace on your face. Từ động cái vị không làm gì, từ động cái mặt mình cũng nhăn à. I assure you, I speak from experience. Tôi biết cái này kinh nghiệm thầy có mấy chục năm, thầy hai chục năm thầy biết rồi. Từ động cái mặt mình sẽ nhăn à, như cái bị. Naturally. Your face will frown. You don't need to do anything. It would frown naturally. Okay? It's called? Cái đó là gì? Vô tác. It's called 无作. Non-action. Vô tác, không có làm gì hết. Don't do anything. Absolutely nothing. Hoàn toàn không làm cái gì hết. Chỉ thấy nó thôi. There is a Vietnamese master who came to fame. Có một thiền sư Việt Nam cũng nổi tiếng. He says, I sit there and I see these thoughts arise. Ngồi đó thiền mà thấy những cái vọng tưởng nó khởi lên, tư tưởng nó lên. I say, ah, that is a false thought. Đó là một cái vọng tưởng. When I first started to meditate, I learned that I was taught that technique. Lúc đầu thầy thiền, học thiền, người ta dạy thầy phương pháp như vậy đó. Why? Because my master didn't teach me exactly what to do. Tại vì đọc sách Ngài Tiếng Hoa, đọc sách thiền Ngài Tiếng Hoa dạy, Ngài không nói rõ ràng mình cần làm gì hết đó. Because the same thing I have, the same question I have, you have. It arises, what do I do? Master Xuyên Hoa doesn't explain. Ngài Tiếng Hoa không có giảng, mà không biết, không dạy đó. Trong cái phương pháp dạy thiền Ngài Tiếng Hoa, Ngài không dạy cho thầy là phải cần làm cái gì. Okay, so I read other meditation masters' instruction. Thầy đọc đủ sách thầy mấy thiền sư khác.
Vietnamese, Chinese, American, European and so on. Đọc thứ đủ thứ loại thầy, thầy Tàu, Việt Nam, Âu Châu, rồi Tây Tạng, đủ thứ. Okay. And so this Vietnamese, very famous Vietnamese Chan Master says, when this false thought arises, recognize as a false thought. Thì cái phương pháp mô thường rất nổi tiếng nói là cái vọng tưởng nó khởi lên thì nhận ra nó là vọng tưởng. Okay? Very famous. Nổi tiếng nghe sợ. And so some of Master Shenhua's disciples follow that method as well. Right? Nhiều, một số người đệ tử Ngài Tiên Hóa cũng theo phương pháp luyện thiền nữa. Okay? What's wrong with that? Phương pháp nó trật chỗ nào? Trật chỗ nào? You see, the reason that people follow that because they don't understand, vẫn chưa hiểu tại sao như vậy. It's too bad none of my elder Dharma brothers couldn't explain that to me. Rất nhiều người, sư huynh, sư đệ, thầy không có giảng nghĩa về thầy biết tại sao tại thương pháp là trật, cách làm thiện là trật. Yes. Yes. That's another thought. That's right. What are you doing sitting there? Oh, that's a false thought. That's another false thought. There goes another one. Oh, here's another. Quý vị ngồi đó mà ngồi suy nghĩ không à? À, đây là một cái vọng tưởng. Khi cái tư tưởng, đây là cái vọng tưởng, là một cái vọng tưởng luôn nữa. For you to tell yourself, this is a false thought. That is a false thought in itself. Nghe có rõ không? Mình nhận ra nó cái vọng tưởng là một cái vọng tưởng. Cái lúc mà quý vị nhận ra nó là cái vọng tưởng là quý vị đang khởi cái vọng tưởng lên. The very moment you recognize that as a false thought, you are striking a false thought. What are you doing? Tùy kỳ dữ vậy. Hiểu không? Mình không nhận nó cũng là vọng tưởng. Mình nhận nó cũng là vọng tưởng. You don't recognize it as a false thought, it's still a false thought, whether you recognize it or not. So do nothing. Don't even think about it. Kệ nó. You do nothing whatsoever. Does it make sense? Excuse me. Does it make sense? Well, không có chuyện gì làm, mình kiếm chuyện làm. That means you sit there and you have nothing to do, and yet you, so you look for something to do. Ngồi thiền á, mà đáng lý á, là mình không nên làm gì hết á, để kiếm chuyện làm, để gọi nó là thiền. So what happened is that these people, they meditate, they don't understand, that's why they, when they meditate, they look for something to do. Is that clear? Ngồi thiền mà đang kiếm chuyện mà làm, you're supposed to be doing nothing. Quý vị đáng lý không phải làm gì hết á. Does it make sense? Nghe có hiểu không? Thành ra nếu mà quý vị ngồi đó vọng tưởng, cứ ngồi cứ tìm cái vọng tưởng, cứ khởi lên hoài đó, là cuối cùng quý vị đang nuôi cái vọng tưởng. So what happens is that you are feeding your own false thought. You're encouraging yourself to create false thoughts. And you know what? I have yet to hear anyone explain it to me like that. Thầy chưa bao giờ nghe ai giảng như vậy hết. Okay? Yes. 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 What is the exact instruction? Right.
Is that along the line that imagine your back like being hung from the top of your head? Something like that. Huh? Even here, right? Like, no. 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 No, please. Don't make accusation without any proof. Lúc này có người câu hỏi. Yeah. Okay. Yes. Yes, Peter. I have the same question, and as I'm learning, I don't sit straight, but I understand that as your battery charges, your body naturally sits straight. Yeah. Your chi. Câu hỏi là ngồi lưng nên thẳng là cong, thành ngồi cái lưng tự động nó cong, mà mình ngồi mà lưng thẳng, giữ lưng thẳng thì nó mệt quá, mà giữ không được. It turns out that I was meditating fine until Master Shihua disciple who claims to be a great meditation expert, trước thầy tu á, ngồi thiền không, phương pháp không có rõ ràng. Thành ra không biết là ngồi thiền đúng rồi. Xong tới gặp đệ tử Ngài Thiện Hóa đó, dạy thầy thiền lại. So he taught me how to meditate again. So I changed my lotus posture. Thầy bắt đầu đổi cái tư thế kiết giả. It's like learning to sit again. Giống như bắt đầu học thiền luôn. And then one thing he said is that imagine yourself. This is from the one of the patriarchs, by the way. Cái này là ông sư huynh mới dạy, là cũng theo một sách của một cái tổ sư thiền dạy đó, thiền sư dạy đó. Is imagine yourself hanging from a ceiling. There's the string hanging. You're hanging on a string. Tưởng tượng mình đó, quán là mình đang có cái dây, cột trên đầu mình đó. Mình đang treo từ cái dây trên trần xuống. Okay, that's how you keep it straight. Mình tưởng tượng mình quán như vậy, tự động lưng mình sẽ thẳng. Mình theo cái dây mình đang treo mà. See what happens, you hang from like this. Back then, they have the long hair. Hồi xưa có cái cột vậy. Like Nancy, and then they hang it from there. Cột cắp của Nancy, xong rồi cột đầu xong treo trên trần như vậy. Tự động lưng mình sẽ thẳng. Naturally, your back will be straight. See? Eventually, you lose all your hair as well, and that's how you become monks. Từ cái tóc nó cũng hết luôn, thành người xuất gia luôn. Okay, you see that? Then your back's naturally straight. Mình tương tự nhưng mà từ đầu người lưng mình nó thẳng ấy. So I sit like that. Thầy thích thầy làm như vậy. Mình tưởng tượng. So I sat there and contemplate by being hung with, you know, with hair to the ceiling, đang cột cái tóc, mình kéo đầu như vậy. So I naturally sit straight. And then 40 minutes into it, ngồi 40 phút xong, lưng nhức không thể tưởng tượng. My back hurt so much. It never hurt like that before. Cái lưng chưa bao giờ nó đau như vậy. Remember, I was able to sit for about over 10 hours. Lúc đó thầy đã, lúc trước á, là thầy có thể ngồi được 10 tiếng đồng hồ đó. Okay, and then now I had to start over again. Lúc đó phải học lại, ngồi một cách phải đổi tư thế, ngồi phải thẳng. Now I'm supposed to sit like this, you know, being hung from a ceiling. That's what I thought about. I'm being hung from a ceiling. I'm being hung from a ceiling. Thinking, ngồi thiền sao? Tôi đang bị treo cổ, treo trên cột nhà. I'm hanging from the ceiling. I'm hanging from the ceiling. Phương pháp thiền đề mục thầy là sao? Ngồi mà quán mình đang bị treo trên cái gì? It's meditation too. Đó là cũng là phương pháp thiền. Đó. Okay. So for 40 minutes into it, because my body is very strong back hồi đó, cơ thể còn khỏe. Thành ra 40 phút đầu mới thấy đau. It hurt like hell. Okay. Why? Because your body is stressed out. Cái lưng mình nó vươn lên mà. You see, all you do, you are stressing yourself like this. Okay. Because you're hanging. If you're hanging, you'll be strained like this. Lưng nó cứng ngắc à. Nó cứng như vậy, nó đau, nó nhức không thể tưởng được. It hurt so much. It was so painful.
Okay? And remember, back then, and then we have this. Một hồi đó xui là nó có cái con người đi tuần trong chùa tu mà. And if you move, they will beat you up. So what do you do? You sit there. It hurt. You sweat. Nước mắt mồ hôi chảy nhễ nhại tại nó đau quá đi. And it hurt for about 15 minutes, then it stopped. Nó đau 15 phút, xong nó hết đau, tự động nó hết đau. Stop by itself. Okay? And after that, I never sat like that ever again. Không bao giờ, không bao giờ tôi ngồi như vậy. So for once in my life, I sat like that and I stopped because I found out that it's useless. Tại thầy đã thử phương pháp đó rồi, mà thấy phương pháp đó nó vô ích, chả có lợi gì. It's useless. There's nothing. And I found out what Peter explained. Sau thầy mới thấy so sánh phương pháp như vậy, phương pháp ngồi tự nhiên đó. He sit naturally. He sit long enough. The back will be straight. It's straightened by itself. You go into a chan chi that we have. You sit from 3 in the morning till midnight. Khi vị vào thiền thất, ngồi từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Naturally, at some point in time, you go like this because you're so tired. Naturally, and then eventually, when your chi is full, you will be straight. Without any strain. Tự động nó cứ ngắt, nó thẳng băng, không cần một cái, không cần dùng sức. You don't need strain to strain your muscles at all. Okay, so the method of meditation we use is natural. Thành phương pháp chúng ta tu nó ngồi tự nhiên. Đừng có gượng. All you do, you maintain the small back here. Don't slouch. Okay. Cái duy nhất mà thầy giúp quý vị chú ý tới là cái lưng sau lưng này. I don't know what's called in how do you explain the small back? The lower back. Cái lưng thấp ở dưới mình á, phần dưới của cái lưng mình á, giữ cho nó thẳng. You keep it straight. That's all you do. Okay? So that you resist the tendency to slouch like this. Okay? You slouch like this, you strain your spine. Cái vì mà cong lưng một tí xíu thì cái xương sống, cột xương sống nó bị cong lại, nó không tốt. Nên cần giữ tí phía sau này. Cái lưng thấp này cho nó giữ cho nó thẳng tí thôi. And the rest will take care of itself. Tự động nó sẽ thẳng, phần còn lại nó sẽ thẳng hết. Okay? Does that help? Okay? Don't need to worry about keeping your back straight. So keep the small back straight. Why? Because to keep the small back straight is part of your navel. Thực ra, cái đó là cái biên bậc khi quý vị giữ cái lưng thẳng, sau lưng này nó thẳng như vậy, là quý vị đang chú ý vào cái đan điền của quý vị. This is your đan điền right here. It's part of your đan điền. It's the whole thing. The block there, the whole block is your đan điền. Okay? Nên mình chú ý như vậy là quý vị đang chú ý vào cái trọng tâm của mình. Okay? So you pay, this is a small trick, you pay attention to this, actually it forces you to concentrate on your center of gravity. That's what it does. Okay? And then the rest will take care of itself. Tự động, cái lưng mình, cái người vai tự động từ từ nó sẽ thẳng hết. Okay? But don't slouch. Don't do it on purpose. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. It took me about 15 years before I understand all these ramifications. Thầy ngồi thiền mấy năm trời mới bắt đầu mới hiểu cái kỹ thuật dạy thiền là sao. Before I understood how to teach meditation. Okay. What do I mean by that? Ý thầy nói là sao? You cannot teach unless you make all the mistakes in the world you're supposed to make. Mình không thể dạy thiền được trừ phi mình biết những cái làm những gì sai hết rồi mình mới biết là mình nên làm. Mình mới dạy đúng. You only know how to teach after you know what not to teach. Make sense or not? Có lý là không?
Tại vì những người ta hỏi thầy, quý vị toàn là hỏi những cái ông thầy toàn hỏi những cái trật không à. Because when they come and ask you questions, say, oh, they're doing all those things are wrong. That's what they ask you. If they do it right, they wouldn't be there. Nếu mà quý vị đã biết thiền, quý vị đâu tới chùa làm gì nữa. You see? All right? And unless you stop doing what's wrong. Thành hồi nãy thầy nói cái gì đó. Hẳn như ngồi và mỉm cười. For example, I just told you, stop smiling, please. Okay? Mà quý vị biết bao nhiêu người đã thiền 40-50 năm vẫn còn mỉm cười không? You realize a lot of people after 40 years or 50 years of meditation, they still smile when they meditate. That's why they have a hard time entering samadhi. Vì vậy mà khó mà nhập định. So it's about learning what not to do. Okay, to stop doing to stop setting yourself up for failure. Thành cái thiền là quý vị phải biết ngừng làm những cái gì mà nó khiến quý vị kẹt. Okay, and you don't know, quý vị không biết được. Because ultimately, and I close by telling you this. Điều cuối cùng, thầy nói quý vị biết cái này. Because what differentiates me from you is this. Cái sự khác biệt giữa thầy với quý vị chỗ này nè. I meditate in order to become enlightened. Thầy thiền để mà giác ngộ. So in order to become enlightened, I need to know what stops me from becoming enlightened. Cái phương pháp thiền của thiền tông của bên người đại thừa đó, là để giác ngộ. Thì muốn giác ngộ thì phải biết những cái gì nó chặn mình lại, nó không cho phép mình giác ngộ. Okay? You do things that stop yourself from making progress. Quý vị đang chặn mình lại, không cho phép mình tiến bộ. You are the one who's stopping yourself. No one else does. Nên quý vị có những cái thói, cái tập khí mà nó khiến quý vị nó bị kẹt mà quý vị không biết. You don't realize you're stuck. For example, I told a lady, please stop thinking. He said, no, I can't. Dạ, yeah, thầy nói, bà cụ bớt suy nghĩ, nó đâu được, con phải lo cho con cái chứ. See that? Embrace your children. Con cái mình đó. Đừng có đòi nó. Đừng có mắng nó. Mắng nó quá lắm. Phải có lúc mắng, có lúc nó mắng là tạm, lâu lâu mới la một lần thôi. Mà la nó quá thì nó không tốt. So for example, when you teach children, do not scream at them, do not threaten them, do not say harsh words. Okay? Use them sparingly. Lâu lâu thỉnh thoảng mới làm như vậy. Khi muốn làm quá lố mình mới làm như vậy thôi. Còn phần còn lại hả? But the rest of the time, be firm. Còn lại đó, mình cương nghị á, nó phục mình hơn, nó nghe lời mình hơn. Mình mắng nó sợ. Nhưng nếu nó không phục. So you scream at them. They may be afraid of you, but they don't necessarily respect you. Remember, teaching is by making them like you. Dạy nó bằng cách đó, khiến nó phục mình, chứ không phải khiến nó sợ mình. And you're improving. Thấy hai đứa nhỏ bây giờ thấy nó không có sợ như lúc trước nữa. Okay, I realize the children are not as a lot more at ease than before. Okay, you step it up one more. Yeah. Bằng cách là chấp nhận nó. You accept them. I see, for example, Tiana, after a year now, the last time she came, I didn't pay attention to her. A year now, she's in high school now, right? She's so stressed out. And she's now internalizing the negativity and disappointment that other people caused in her. Bây giờ cái cô này, con gái của cô này là bây giờ 16 tuổi đó.
15, 16 tuổi bắt đầu đi học trung học, đại học, trung học rồi đó. Thì bây giờ nó bị khủng hoảng tinh thần, nó nặng, nó bị căng thẳng tinh thần rất là lớn. Tại sao vậy? Tại bắt đầu negative, what's negative in Vietnamese? It's not negative, it's not necessarily bad. It's just negative. Bây giờ cái người and she's internalizing it. It's not healthy. Okay? It's causing stress, you know. And it's not a good way to deal with life. Okay? You embrace it. You embrace people's mistakes. Cuộc sống mình á, mình tu á, mình thiền để làm cái gì? Để quý vị có cái sức mà chấp nhận được cái sự lỗi lầm của người ta. You meditate in order to build the strength to be able to accept people's mistakes. Embrace they're hurting you. Đừng sợ gì hết. You fearless. Mình mạnh hơn người ta, sao người ta hại mình được? If you're stronger than them, how can they possibly hurt you or take advantage of you? What are you afraid of? You keep on meditating, building your strength. How can they hurt you? Mình chỉ thiền, mình để mình sức mình càng ngày mà càng khỏe, càng mạnh lên, càng tiến bộ. Thì làm sao người ta hại mình được? How can they hurt you? You build your strength in order to embrace people's inadequacies. Mình thiền để mà có cái sức để mình có thể chấp nhận được cái sự lỗi lầm của người khác. That's the way of enlightenment. Đó là con đường của giác ngộ. Okay? All right, we stop here today. We invite you to go to lunch. Chúng ta ngừng lại đây. Mời quý vị đi dùng trưa.